Trồng na đem lại thu nhập ổn định cho người dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tuyên Quang phát huy vai trò người có uy tín. Thâm nồng hương cốm Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 10 năm 2023. Xin kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình Tây Bắc chuyển động ngày mùng 7 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã huy động được hàng chục tỷ đồng để xây dựng phòng học, phòng chức năng và bổ sung mới trang thiết bị phục vụ nhu cầu dạy học. Thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, từ năm 2018 đến nay, ngành đã huy động các nguồn lực xã hội hóa với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng để xây dựng các công trình giáo dục tại 132 trường, điểm trường. Trong đó xây dựng được trên 250 phòng học, 120 phòng ở bán trú, hơn 100 phòng công vụ, 29 nhà bếp, nhà ăn, 105 phòng vệ sinh. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, các địa phương cũng tích cực đầu tư hệ thống trường học ngày càng khang trang hiện đại, cùng hệ thống các trang thiết bị từng bước đồng bộ, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới giáo dục từ việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ ở cấp học mầm non cho tới công tác giảng dạy của các trường phổ thông. Với giá trị kinh tế mang lại, những năm gần đây cây na được nhiều hộ nông dân ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đầu tư trồng và mở rộng diện tích, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Hiện toàn huyện Mai Sơn có 681 ha na, trong đó có 500 ha na đang cho sản phẩm. Nếu như trước đây, vụ na chỉ cho thu hoạch trong vòng từ 1 đến 2 tháng, thì nay đã kéo dài từ tháng 7 đến Tết Nguyên đán. Để mở rộng thị trường tiêu thụ, huyện Mai Sơn xây dựng vùng na ứng dụng công nghệ cao, với diện tích 334,2 ha tại 13 bản tiểu khu với 166 hộ dân tham gia vùng. Hiện nay na đang vào vụ thu hoạch với giá bán trung bình từ 40 đến 45 000 đồng một kg na dai, 45 đến 50 000 đồng một kg na hoàng hậu. Còn na sầu riêng và na dứa Đài Loan sẽ cho thu hoạch từ tháng 10 đến Tết Nguyên đán. Bình quân mỗi hộ dân thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng trên 1 ha na, cao gấp nhiều lần so với các loại cây khác. Hiện toàn tỉnh Yên Bái có trên 200 điểm tiêm chủng được triển khai từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Trong 9 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái có gần 7.000 trẻ được tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng bệnh, đạt tỷ lệ gần 60%. Quy trình tiêm diễn ra an toàn, không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. Qua kiểm tra giám sát thường xuyên cho thấy, việc cấp phát, tiếp nhận, bảo quản vaccine và tổ chức tiêm chủng đều được thực hiện đúng quy trình của Bộ Y tế. Để đảm bảo an toàn, hàng năm ngành y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tiêm chủng mở rộng trên toàn tỉnh và triển khai đến các đơn vị, đồng thời chủ động rà soát đối tượng, chuẩn bị vật tư, đề xuất cấp vaccine phù hợp nhu cầu. Cán bộ y tế được tập huấn cập nhật kiến thức an toàn tiêm chủng theo quy định. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu có 4.200 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm và bếp ăn tập thể. Trong đó, ngành nông nghiệp và ngành công thương quản lý trên 2.800 cơ sở, ngành y tế quản lý gần 1.400 cơ sở. Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng tỉnh Lai Châu đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 6.000 lượt cơ sở, trong đó phát hiện 620 cơ sở vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm, chủ yếu các lỗi vi phạm như kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng, mốc hỏng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác khám sức khỏe cho nhân viên phục vụ chưa được quan tâm và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Thời gian tới, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đồng thời sẽ thực hiện việc nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang luôn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa phương. Được người dân tín nhiệm bầu là người có uy tín ở cộng đồng dân cư, ông Phan Văn Chiến, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, luôn phát huy vai trò của mình trong những công việc chung của thôn, của xã. Bằng sự ảnh hưởng của mình, ông đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế của bà con nơi đây bằng cách đứng ra thành lập tổ hội chăn nuôi nhím với gần 20 thành viên tham gia. Muốn làm cái gì mà nó thành công thì trước tiên là phải gia đình mình, bản thân mình và gia đình mình phải là những người thực hiện trước, phải làm được. Bởi vì người dân là người ta thường như thế này, người ta nhìn vào cái việc làm của mình
sau đó là người ta mới thèm. Hiện nay trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 21%. Bằng sự nỗ lực tận tâm, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Hệ thống kết cấu hạ tầng được nâng cấp. Đến nay 100% tuyến đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% người dân được dùng điện lưới quốc gia, tỷ lệ người dân được dùng nước sạch đạt trên 99,9%. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ được tình làng nghĩa xóm, đoàn kết phát triển. Với vai trò của những người uy tín trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là dân tộc thiểu số thì cũng đã duy trì phát huy được hiệu quả cái giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cũng đã thành lập được các câu lạc bộ như là câu lạc bộ nói tiếng dân tộc, câu lạc bộ các con em không vi phạm luật và đặc biệt là câu lạc bộ giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan. Những người có uy tín bằng trách nhiệm sự nhiệt tình của mình đã phát huy vai trò cầu nối giữa đảng với dân, góp phần vào sự ổn định phát triển của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, cứ độ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, dưới chân đèo gió, cây lúa nếp non trên những thửa ruộng bậc thang ở xã Nà Trì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang được người dân gặt về để làm cốm. Trong đó, thôn Nậm Sái, xã Nà Trì hiện vẫn là nơi còn trồng lúa nếp địa phương và là nơi có truyền thống làm cốm lâu đời. Khí hậu mát mẻ quanh năm, đất màu mỡ và khoáng chất được thấm từ dòng suối trong vắt chảy xuống từ đỉnh núi là những yếu tố tự nhiên tạo nên hương vị đặc biệt của hạt gạo nếp ở xã Nà Trì. Khi lúa nếp hung ngọn, vừa tới độ dẻo thơm thì được người dân gặt về để làm cốm với các công đoạn hoàn toàn thủ công để giữ hương vị đặc trưng. Làm cốm thì cái công đoạn là rang lò với là cái giá này là khó nhất. Hái về thì bình thường. Cái nhà lò rang thì mình phải cho lửa tốt, người rang cũng phải lật đều thì nó mới chín đều. Tùy theo độ non của cây lúa nếp khi gặt mà người làm cốm sẽ ước lượng. Trung bình khoảng từ 5 đến 7 lần giã mới hoàn tất. Giã càng đều, lực vừa phải sẽ giữ hạt cốm không bị nát, thơm dẻo và ngon hơn. Tầm 5-6 lượt lấy ra giá xong, quạt lấy mệt quạt, nó chấu ra, lấy bỏ chấu ra, tách chấu ra. Xong mình lại cho vào giá tầm 5 lượt thì mới nên cốm để ăn. Sản phẩm cốm Nà Trì có hạt to tròn, hương vị thơm dẻo đặc trưng khiến bất cứ ai đã từng có dịp thưởng thức đều rất ấn tượng. Cái này là từ đời xưa người đã từ ông bà bố mẹ chuyển sang thì còn đời con đời cháu thì tiếp theo phải đời bố mẹ phải dạy thì mới biết được. Không dạy thì như thời buổi lớp trẻ bây giờ thì không học thì không biết làm cốm đẹp như thế này đâu. Nhằm khôi phục sản phẩm cốm Nà Trì truyền thống và hướng tới xây dựng thành sản phẩm OCOP, đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Nà Trì, huyện Xín Mần đã tuyên truyền, vận động nhóm hộ gia đình ở thôn Nậm Sái xây dựng thí điểm mô hình trồng lúa nếp làm cốm gắn với thả cá chép ruộng. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục duy trì nhân rộng cái mô hình cốm này để tạo cái thương hiệu sản phẩm cốm và sẽ gắn với cái vấn đề là phát triển du lịch, trải nghiệm. Phong tục làm cốm là nét đẹp văn hóa cổ truyền được đồng bào gìn giữ từ bao đời. Từ những hạt cốm xanh thơm dẻo qua bàn tay của những người dân chân chất đã tạo nên món cốm quê làm say đắm lòng người. Với việc xây dựng thành sản phẩm OCOP, cốm Nà Trì được kỳ vọng từng bước trở thành hàng hóa, được thị trường ưa chuộng, tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân tại địa phương. Thông tin dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 10 năm 2023. Lào Cai nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Lai Châu nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Điện Biên nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Sơn La có mây, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ.
Yên Bái có mây vài nơi, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Phú Thọ có mây vài nơi, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Tuyên Quang có mây, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Hà Giang có mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây, trời tạnh giáo, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.